cho mẹ chụp nhiều 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 cho tí cho nó mất à anh ý tất cả những diễn viên từ đây để tham dự trong buổi múa tiếng hát bánh sen trong buổi chiều nay anh tất cả những diễn viên này rất là nhiều các bộ trang phục rất đẹp. Xin chào và lát nữa thì tiếp tục sẽ bắt đầu của đoàn đơn vị của xã Hàng Sơn. Và ở ngoài đây là một cái quang cảnh của hội trường. Chúng ta ra ngoài này một tí nhé. Đó. View ngoài này thì rất là đẹp luôn. Bên này đơn vị này đang bắt đầu chụp hình lưu niệm. Và bây giờ mình sẽ vào trong chờ đón những tiết mục tiếp theo mọi người nhé.